lên đại học, xa nhà, xa quê rồi mới hiểu, không nơi nào thoải mái bằng chính ngôi nhà của mình, không nơi nào đẹp đẽ, thanh bình bằng quê hương của chúng ta. Xấu ta không mày đâu. Từ đợt Tết tới giờ chắc cũng gần 2 tháng mình mới có cơ hội về quê. Đợt nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 lần này mình được nghỉ một tuần lận. Và khởi đầu kỳ nghỉ bằng chuyến lau dọn nhà cửa, tổng vệ sinh. Đó, cha tôi thì phụ trách phơi đồ, tôi thì quét nhà, lau nhà, với xếp đồ tiếp thằng em. Nhà ở quê mà rộng dữ lắm, chứ không có như nhà ở trên thành phố chật chội chen chúc, nên nhờ vậy mà được cái lau dọn rồi cũng khỏe dữ lắm. Nhà có hai chị em kể cũng vui. Hồi nhỏ mình với nó như khắc tinh vậy á. Không biết sao lúc nó lên cấp 2 thì nó bắt đầu khoái mình nhiều hơn, nên bây giờ hai chị em mình khá là thân thiết. Không biết mấy bạn nhìn hai chị em mình có giống nhau không ta? Nhiều người bảo giống, nhiều người thì bảo không. Mà ngộ một cái là nó dùng cái bản mặt nó mở Face ID điện thoại của mình được mới ghê. Không hiểu luôn. Trên Sài Gòn mình ghét nắng lắm, mà về quê thấy nắng đẹp ghê. Nắng này phơi đồ nhanh khô dữ lắm à nha. Nhưng mà cũng hên xui, coi chừng mưa đem đồ vô hỏng kịp là phơi tới mốt á. Rồi cả nhà mình tập trung ăn lẩu nè. Mình luôn thích nhất là cái cảm giác này, cả nhà ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm. Nhà mình á, người lớn thì hơi kiệm lời, ăn uống vậy thôi chứ cũng không có nói chuyện gì nhiều. Nhưng mà nó vẫn rất là ấm áp. Bình thường có mẹ mình ngồi ăn chung á thì nó sơm hơn. Để tắt lửa thì ấy. Hay quá ha. Gì nọ. Cha mình á, nhìn cọc lóc, cục mịch vậy thôi chứ rất là tinh tế. Cha luôn nhường những gì tốt nhất cho những thành viên còn lại trong gia đình. Ba người lên đó đi. À, quên giới thiệu nữa. Tổng quản Mama. Đùa chứ, đây là bà nội của mình. Giờ bà mình hơi già nên hơi yếu rồi, chứ không còn khỏe sắt cây rượt mình chạy vòng vòng như hồi xưa nữa. Nên bà chỉ phụ trách cái việc nấu ăn hay là mấy việc nhẹ nhàng thôi. Bữa nào bà mệt quá thì khỏi ăn luôn. Nói chứ bữa nào bà mình không khỏe thì ăn ít ngon đi một chút xíu. Ăn xong thì cả nhà mình kéo nhau đi ngủ trưa. Hên là nhà mình cũng có máy lạnh, chứ không trưa nắng như vậy thiệt tình là chịu không có nổi. Cha thấy mình đọc sách nên điều khiển cái đèn cảm biến gì đó cho nó sáng lên để mình đọc. Về nhà lâu lâu có nhiều cái mới mới, lạ lạ, ngộ ghê á. Không biết mọi người có giống tôi không, chứ muốn tôi đi ngủ là đưa tôi cuốn sách đi. Tôi đọc có chừng 5-10 trang là con mắt tôi nó híp lại à. Và thế là tôi có một giấc ngủ trưa thiệt ngon. Đây, đổ một cái chảo nha mọi người. Dạ, cái bánh rất là vừa ăn, thấy ngoại ha.
Gặp mới quay cái ngồi chém chệ đó liền. Ok. Ai giống kia mới kêu cũng bị chỗ này hai lỗ nè. Phát biểu gì đi. Phát biểu gì đi. Sao mặt lời. Không những có bánh xèo thôi đâu mà còn có cả bánh khọt nữa. Rau thì ti tỉ thứ, cuốn một cuốn đầy ụ bánh với rau. Rau thì thơm thơm, chua chua, chát chát. Bánh xèo bánh khọt thì béo béo, vừa ăn. Xong rồi chấm thêm nước mắm chua ngọt, kèm thêm một chút gỏi nữa. Nhưng thứ hương vị làm bữa ăn này trở nên đặc biệt hơn cả. Đó chính là hương vị của gia đình. Đúc đi. Ok nướng nha. Mía nè. Bánh mới mua không biết bánh hay bánh gì nha mọi người. Đi, bé bé, mới quay. Con mì xào. Thank you.
Sáng hôm nay mình lại phải đi lên Sài Gòn rồi. Và thế là 4-5 giờ sáng, nội đã dậy lọ mọ để nấu canh khổ qua cho mình. Mà sao chuyến này canh khổ qua nó đắng quá. Đúng là canh khổ qua nội nấu chê đắng. Bước ra đời ngậm đắng nuốt cay mà. Thôi thì ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp cuộc hành trình khôn lớn của mình. Đâu có thể nào mà nhỏ bé mãi được. Phải học hỏi, phải trưởng thành, phải tiến bộ, phải nỗ lực thì mới có thể xứng đáng được với hy vọng và tình yêu thương của ông bà cha mẹ dành cho mình. Cung đường về nhà lúc nào cũng đẹp, chỉ là khi trở về thì háo hức, còn khi rời đi lại có chút tiếc nuối, không nỡ cũng chẳng đành.